Chào đón SEA Games 31, nghệ nhân Đặng Văn Hậu, 34 tuổi, ở Xuân La, quận Tây Hồ, người luôn say mê với nghề nặn tò he truyền thống, đã nghiên cứu và cho ra mắt tác phẩm Linh vật Sao La. Linh vật Sao La do bàn tay khéo léo của nghệ nhân Đặng Văn Hậu thực hiện đang được giới thiệu tại Lễ hội ẩm thực và du lịch làng nghề Hà Nội năm 2022. Vốn là một trong những trò chơi dân gian Việt Nam được nhiều em nhỏ yêu thích, Linh vật Sao La thu hút được nhiều sự quan tâm của du khách, đặc biệt là các em nhỏ. Tham quan gian hàng làm tò he, các em không chỉ được mua các sản phẩm mà còn được tận mắt xem nghệ nhân Đặng Văn Hậu tỉ mỉ làm từng chi tiết nhỏ để hoàn thành linh vật Sao La bằng chất liệu dân gian. Đối với cái nhân vật Sao La thì cũng không có gì khó đối với tôi cả. Nhưng mà thì trước khi làm thì tôi đều tìm hiểu về cái linh vật, cái ý nghĩa của cái linh vật này như thế nào và để còn có thể giải thích cho bạn bè xem và hiểu được cái ý nghĩa của cái linh vật SEA Games 31 này. Cái màu sắc thì tôi chọn hai cái tông màu vàng nâu ấy và màu đỏ. Thì cái màu đỏ thì nó tượng trưng cho cái màu sắc, nó đối với người phương Đông, người Việt Nam thì màu đỏ là màu sắc may mắn. Còn có con Sao La thì điểm thêm màu xanh và đeo huy chương vàng, rồi là có cái đai này thì đai của cái nhân vật của một võ sư. Đấy thì cái nhân vật Sao La đây thì có hai cái thơ ngón tay để chỉ lên hình chữ V rất là đáng yêu, thì tôi luôn lựa chọn hình nhân vật như vậy để mà lặn thôi. Mỗi một hình ảnh, mỗi một con vật thì nó mang một cái ý nghĩa hoặc một câu chuyện khác nhau, thì mình dựa trên từng cái ý nghĩa, dựa trên từng câu chuyện thì mình để mình truyền tải những cái thông điệp vào những cái con vật để mình làm. Với vẻ đẹp kiêu hãnh, sự bí ẩn và cổ đại, Sao La được mệnh danh là kỳ lân châu Á. Đặc điểm nổi bật của loài này là các đốm trắng trên mặt và một cặp sừng rất đặc biệt. Cặp sừng của Sao La thẳng, thuôn dài, tạo hình chữ V là biểu tượng chiến thắng và đại diện cho chữ Việt Nam. Do đó, ngoài vẻ đẹp thuần khiết và bí ẩn, Sao La còn có thể coi là một biểu tượng cho tinh thần chiến thắng và đại diện cho quốc gia. Bên cạnh đó, hình tượng Sao La còn mang ý nghĩa thân thiện, nhanh nhẹn và hoạt bát, vừa phù hợp với tính chất thể thao, vừa mang chất đặc trưng của đất Việt. Theo nghệ nhân Đặng Văn Hậu, linh vật Sao La làm bằng tò he còn thu hút những du khách quốc tế, đặc biệt là các vận động viên, huấn luyện viên các đoàn thể thao tham dự SEA Games 31. Đây là những cái chuỗi sự kiện rất là tốt để mà quảng bá hình ảnh những cái văn hóa Việt Nam, những cái đồ sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam, rồi ẩm thực Việt Nam cho tới những cái bạn bè quốc tế của khối ASEAN, những cái vận động viên hoặc là những cái đoàn thể thao tới đây thì có thể được thưởng thức những món ăn ngon, được lựa chọn những cái đồ thủ công mỹ nghệ đặc trưng của Việt Nam để mang về làm quà tặng, thì là một cái dịp rất là ý nghĩa. Và đối với những cái nghệ nhân như chúng tôi thì cũng là một dịp tốt để mà giới thiệu sản phẩm của mình tới bạn bè quốc tế. Tôi rất là mong muốn nhiều có sự kiện diễn ra như vậy để có những cái nghệ nhân như chúng tôi có những cái dịp để mà giới thiệu những cái sản phẩm của mình cho tới bạn bè quốc tế, không những là SEA Games hoặc là chúng ta nếu mà có thể tốt hơn thì có thể đăng cai những cái thế vận hội lớn hơn trong tương lai chẳng hạn, thì nó cũng là một dịp tốt để mà quảng bá những cái hình ảnh của quê hương đất nước Việt Nam tới bạn bè quốc tế tốt hơn. Lễ hội ẩm thực và du lịch làng nghề sẽ tạo cơ hội để các đơn vị nghệ nhân làng nghề ẩm thực của Hà Nội được quảng bá, giới thiệu sản phẩm ẩm thực làng nghề và hình ảnh không gian ẩm thực làng nghề truyền thống cũng như hiện đại đến đông đảo du khách trong và ngoài nước.